đây vẫn còn mỏng tay. Cứng này chắc là chưa được chứ nhỉ? Yeah. Sợ được hả cô? Ôi chị, ui, mâm này vẫn là siêu khủng luôn này. Trong túi bóng này là cái gì đây nhỉ? Hả? Ốc, ốc, ốc. Gan, gan. Gan gà. Gan gà. À, sợ à, lạc đi nhỉ? Sợ lạc mất gan rồi. Mọi người kiểu khi mà luộc đồ ấy, sợ lạc mất là hay cho túi ni lông. Ở trên này một là xiên vào đĩa, vào đũa nhỉ? Hai là cho túi bóng. Còn gì, món gì trong đấy em? Chị đang bổ cái gì đấy? À. Rồi. Sáng nay là dậy từ mấy giờ đấy? 3 giờ à? Từ 3 giờ, xong rồi em người từ 4 giờ ạ. À. Cái này là ra đến chợ thì mới ấy chứ nhỉ? Vâng ạ. Mới làm chứ. Em ở ngay đây em mua xong rồi em về làm. À. Một mình làm hay là cả ông xã giúp á? Ông xã làm. À. Còn dài lắm. Cẩn thận đấy, chị nó không cắt, chị cứ làm cả đoạn dài luôn nhỉ. Nó còn sắp ấy luôn cái nắp nhựa kìa. Sợ nó yếu quá đấy. Hôm nay tí làm đoạn lòng anh được anh à? Làm mét lòng không? Làm mét lòng ấy. Đây còn mét nữa này này. À, nó còn 1 mét nữa. Đây là nồi vitamin go go và chưa sôi. Ba chỉ là 80.000 đấy. Đó, trên lẻ thôi. 2 ông tranh nhau giả. Tái và sao mình nghe 50.000 nó lại bảo 80.000 nhỉ? 50 hay 80 em? Hả? À 80. À 80 à? Làm gì một lúc nữa? Ăn này, ăn này nó mới ngọt chứ. Ngọt. À, chung là cái phần tái phát là phải trần lại ngay. Thế này thì chắc là say lắm. Này say làm sao bán được hàng anh? Thế bán theo kiểu vo say. Bán kiểu vo say chứ. Chào chú nhá. Hôm nay có tiết canh gà không chú? Ờ, hôm nay hôm qua là kiếm vẫn bắt rồi. À. À thế à? Tuần sau nhá. À tuần sau nhá. Chú có món tiết canh gà rất là ngon luôn. Trứng vào tiệm chú các bạn. À trứng vịt. Trứng vịt ở đây nhiều lòng đỏ. 6.000 á? Thế bà mua bao nhiêu quả còn đâu, bao nhiêu cháu mua hết? À mang bà chú mua hết đây này. À tưởng. Thế tưởng không thì... Nhiều người bảo là trứng ở chợ này ngon. Trứng xứng tráng ngon lắm, trứng vịt xứng tráng ngon tuyệt vời luôn. Nhiều lòng đỏ, nhiều lòng toàn đỏ. Ăn ngô mà. Thánh rồi lòng rồi. Của chợ tiết canh thì ăn đấy nhá. Có người nó ăn như này không ăn được hả? Hả? Có người nó ăn như này nó không ăn được. Có người ăn này ăn được á? Ừ. Nhưng mà nó sống rồi sao mà ăn được? Có người nó ăn được anh. À thế à? Nó không có như người ta mổ lợn đấy. À. Người ta làm tiết canh ấy. À. Nhưng mà cái nhân nó phải chín chứ, đây nhân vẫn sống mà. Nhưng mà có người nó ăn được ấy. Có thế. Người ăn được, chị bảo có người ăn được. Hôm nào chị gặp cái người đang được chị bảo em nhé. Người nó cho cái thìa nó như kiểu một con gái. À. Anh nó ăn thịt canh ấy. Vâng. Dạ. Này thui đen thui lũi luôn này. Sắp thành than rồi đấy. Nhưng mà tí cạo ra nó vàng. Cho khe cọc chín một tí nó vàng thì lại đẹp lại thơm ngay đấy nhỉ. Ngon lắm. À chị thui cẩn thận đấy. Dâng lên bảng đây nhưng mà sao nhá. À tí mời về mở tivi xem.
TV là ngày xưa là mua 45 triệu đúng không? Bây giờ bán bao tiền? 4 triệu. À. 4 triệu thì bán 40.000, 30.000 một cái. TV mua 4 triệu thì bán 40.000. Anh ấy vui tính đấy. Bây giờ còn rẻ hơn cả sắt vụn anh nhỉ? Bán sắt vụn thôi. Vâng. Sắt vụn thôi. Ui dồi, cô ơi, cô gói chân giò to thế nhỉ? Vâng, chào cô nhá. Ăn đi, ăn đi. Ừ, cái chân này hả? Được đấy, hấp dẫn đấy. Ngon lắm đấy. Vâng. Quả này đúng chân giò lợn đen rồi đấy nhỉ? Nhìn thái cái bì này nó biết này. Vâng. Cái loại này bán bao tiền một lạng hả chị? À, 30. À, vẫn 30 hết đúng không? 30.000 là không bao gồm xương anh em nhé. 30.000. Thế còn riêng cái cun này thì bán bao tiền? Cái phần này. À. Thì là bao tiền một cái? Cái này nhà này cái phần cun này này để em về em đinh xương này từ đây ra đây này. À. Yeah. Rồi ok tí nữa. Thế anh cắt cho em hai cái này đi để em. Ok. Thế là cắt đi, cắt luôn cho vào túi ni lông cho em để em mang về trưa em ninh ninh xương ăn, à, ninh ninh khoai. Cắt dài dài ra tí nhá. À nó có khớp của nó à? Khớp mà. À. Cá bằng khớp được là thì cá được. À đúng rồi. Đấy. Có khớp của nó ở đây mà. Đúng rồi, nó phải có khớp của nó đúng không? Anh làm bát phở sớm phết nhỉ? Vâng. Làm bát phở sớm. Em mua cái này thôi. Cái phúc cấm này cái gì? Cấm. Ấn nặng. Đấy, cả hai vợ chồng. À đúng rồi, nó có cái gân. Wow. Cắt chay cho ngon lắm. Ôi, lượng đen này ngon thật. Thế à? Cũng đang cắt chân này, cắt chanh cho khách ăn phở. Em lại tưởng anh ấy có cái bí quyết gì để làm cho là sắc sao. À đúng rồi, khớp đấy. Cái loại lợn đen càng già càng ngon. À. Nhà mình hay mua cái chân này này. Đấy, cho về để ninh với lại khoai các bạn ạ. Cho em vào túi ni lông cho em phát. Mang về nhà ăn thôi. Mang đi cái này ngon hết đấy. Vâng. Mang về nhà ăn, không qua nhà ăn đây đâu. Ồ, mang về nhà mình đi khoai ăn đấy. Có nước canh, đây là còn cả nước canh nữa. Rồi, cho em gửi tiền. Còn cái nào không? Hết rồi đúng không? Có hai cái rồi đúng không? Có cái hết rồi. À, ok, cảm ơn nhá. Hai cái à. Úi dồ, tặng bao chỉ này cũng ăn này. Cùng con lợn luôn à? Ừ. Bà chị ngon nha. Bà chị không phải nghĩ rồi đúng không? Ô. Lên chi chứ. Ai mà đi qua chỗ này mà không gọi là đói thì chặt đầu mình đi, thơm quá. Đây nó gọi là núi thịt chứ nó không gọi là mâm. Vâng, tí chú lại có người yêu nữa thì chết đúng không? Chú, cô chú ở đây. Vâng.
Bao tiền cái đùi này đây em? Đùi này á? Ừ. Thì mua với kênh một trang hả? Hả? Một cân mua về là bao tiền rồi? Một cân bút. Trăm bút một cân rồi. À thế à? Thế đấy em thử cân cái này lên cho anh xem bao tiền. Cái này á? Đó. Nguyên cái này luôn. Dính cái này cho anh nhá. Ờ. À. Dính cái này cho anh. Bao tiền? Thử cân lên nào? Nghĩ mãi không ra. Tám lạng. Mấy? Tám lạng. Tám lạng à? Là bao nhiêu tiền? Giờ 25 nghìn một lạng. À, mua 101 bán 25, 250. Cái này mua trong mua hai về rồi. À, 102 rồi. Cái này cũng vừa mồm đấy nhỉ. Cầm cái này gặm có vẻ thích đấy nhỉ. Cái cổ đấy xương to nhỉ. Cái này xương to, cái này chân sau đúng không? Cái này chân trước đúng không? Anh lấy cái này gì? Trong dưới thôi, cái này còn đoạn này là xương ấy. À, đúng rồi. Thế cái này bao tiền? Cái này á, anh lấy trong dưới thôi. Cho anh trong dưới. Trong dưới cả cái này luôn. Ờ. À. À, rơi trong này em thu luôn. Ăn luôn. Ừ. Ừ, ngon hết nhỉ. Thế khấu đuôi ấy. Đều bán nước trống mình các bạn. Em mới đang dạ ớt. Dạ ớt chưa? Đã đủ đây nhá. À, đủ không? Đủ chưa? Thêm vào đi. Thôi. Ngon một chút đấy mà. Cho nước chấm vào đây, nước dùng vào đây. Đổ cái nước dùng mà, chanh đó. À. Rồi chưa? Nữa đi. Ông đậu mềm mén luôn nhỉ. Rồi, ok. Em dằm cái này ra đi, lấy cái thìa. Wow, cho 2 bát 5 nghìn đấy nhá. Ốc đậu này ngọt lắm. Em mỉm mỉm không? Không ăn mềm mén đâu. Không mỉm mỉm á. Hôm nay mỗi người bát ốc đậu này nhỉ. Dằm cái này ra, chấm. Dằm cho nát đi em. Lẫn thêm tí. Nát ra nó mới sánh, ăn nó mới sướng. Ưu tiên em cầm cái này chơi trước đi. Đấy. Ăn cả cái này luôn á. Ừ, chơi luôn, nghiện như gì. Lâu lâu cho đi chợ phiên cho ăn uống cho bé mồm luôn. Đạm bạc quá. Ăn đạm bạc cái này. Nay mà không yêu nữa thì chết đấy. Về chịu khó thỉnh thoảng giặt giày giặt giết cho anh nhá. Đấy. Hai cô và chú ơi, bạn cười. Bình thường là ăn đùi gà, hôm nay là được ăn đùi heo trên. Hôm nay lượn cả chợ luôn mà không thấy cái đùi gà đen nào luôn ấy. Con này là con heo đen. Anh cái này là em vừa bảo bao tiền nhỉ? 30.000 này. Rồi ok. Mình chơi cái loại nhỏ nhỏ thôi các bạn ạ. Để cho chủ tịch ăn cái loại to. Rồi mời anh em nhé. Ngon không cô? Cô ăn phở chưa? Cái bì con lợn này dày ấy nhỉ? À, chào chào không? Vừa mới quay lại và thập lại ca rồi. Em làm cho ông một bát phở đi. Đây, mời ông ngồi đây. Ông ngồi đây. Đây, ông ngồi đây ạ. Đấy, chọn ông ngồi đấy. Nghĩ là hôm nay là trời mưa nhá, là không gặp đâu. Ông vẫn đi bộ được ra đây giỏi đấy. Em làm cho ông một bát phở thịt lợn đi. Vâng. Thái cái này ra này. Ông đi ra chợ mai đấy. Đi một mình à? À. Đi bộ à? Ông chờ chừng tí ông, tí ông ăn sau nhá. Ông mời ông. Nóng quá. Thịt ngọt lắm. Mà vẫn gần này hơi dai dai một tí nữa nè. Đấy, ông mời ông nhá. Nào. Bát phở của ông là chị cứ để cho anh đây một cái thìa anh ăn cái này em ơi. Rồi, cảm ơn ông ăn dùng nhá. Nào. Tại ca mình không nói tiếng kinh đấy, đâm ra chỉ
cái gì xì lạ xì lô con tí cho thuốc kho lắm à. Mình rất thích gặm cái này luôn. Anh gặm xong để anh gặm luôn cái này nhá. Em ăn cái bát này thôi. Ăn được một lửa chân thôi các bác ạ. Thôi nhưng mà nếu mà em ấy thì để anh bảo thái ra cho. Em ơi, cho ít đấy được. Này, nhiều người nhìn xấu hổ không ăn được, em lọc cái này ra cho anh cả. Lọc thịt ra thái ra nhá. Để cái chân giò đây cho bạn ấy gặm nhá. Ừ. Thật ra là mình thích ăn to, ăn nó sướng nhưng mà chủ tịch cũng ngại đông người cười quá làm hẳn cái chân giò to. Ủa, ốc đậu. Em cho nhiều rau cải ăn nó mát thật đấy. Gặm hết đi. Đây, đậu ngon. Ăn một phần là ngon hơn nhỉ? À. Ngon hơn phần thịt lạc. Phần này nó nhiều bì. Ăn nó giòn. Em ăn thịt lạc nó phần này nó hơi khô á. Đấy, thịt ngon lắm ấy. Thịt nó giòn à. Anh ơi, nó à. Ăn lên đi em. Khó nữa. Ngon. Ngồi gần thế này à, kiểu hơi hơi nó bốc lên ấy, thơm. Tăng cái kích thích ham muốn ăn nhiều hơn. À, chị hôm nay có nhiều rau cải nhỉ? Có nhiều rau cải là em thấy nước nó màu vàng. Trộn thêm ít này vào nữa, ăn cho nó đậm đà này. Dễ ăn. Hơi cay cay. Ông ăn thêm được nước không? Ăn được không? Em hỏi ông ăn được không? Ai chua nè? Ai chua? Chua anh dưới cái chồng tí cơ tốt nổi. Hả? Chua nó dưa. Có ăn được nước không? Chua nó dưa. Thôi đi ra kia chồng mua cho ông ít thịt nhé, đi. À, ông lấy thịt thôi, đi. Cho ông ít thịt. Lần trước mình gặp ông, mình không cầm tiền, đâm ra là lần này thì sẽ mua cho ông một chút thịt để mang về cho bà ăn cùng. Đấy. Ăn vừa bổ rồi. Cứ ăn hết mỗi tuần này gặp ông thì lại. Này, bao nhiêu cân này? Em xem nào. Cái này 3 cân 2 ạ. Rồi ok. Rồi cho túi cho ông. Cho 37 201 đúng không? Rồi ông ăn hết thì tuần sau lại mua nhá. Đây, đưa cho ông đi. À, con xin phép đi về đây ạ, con chào ông nhá. À đây, lồng thêm một cái túi nữa vào cho nó đỡ bị đứt này. Ăn mình mua được chưa? Mua được rồi. Đây, phải lồng hai túi vào. Không người ông đi đường về nó này đứt đấy. Ở đây có nhiều váy này. Một cái dãy chuyên váy ở truyền thống ấy. Cái váy này mà cũng mấy triệu một cái đấy nhỉ? Ui, cái này nhiều tiền đấy.
Đấy, em mua một cái chân váy này về mặc này, đẹp hết đây này. Cái váy này bao tiền một cái này hả chị? 2,5 triệu á? Cái này 1,5 triệu. Hả? Đâu chị thử choàng vào em xem đẹp không? Cái này là gì? Cái đấy. Nhưng mà đồng mũi ra cái này. Thế này lặng như này về chồng mà đánh nó chạy làm sao được? Chui làm là gì? Cái váy này to nhở? Mùa đông này ấm chị nhở? Nhưng mà cái này là đồng mũi. Tuần này ra đấy. Nếu mà lạnh mà chồng mà say rượu đi uống rượu chợ phiên mà làm ngủ dọc đường thì mang cái này đắp luôn đúng không? Đắp được, cái này đắp được ấy. Đó chị thử buộc cho em xem đẹp không? Thử buộc này. À buộc về đằng trước mình không biết, mình cứ buộc đằng sau. Buộc đằng trước chứ. Anh Hải ơi. Hả? Cái này về anh là hư nhá, biết làm sao không? Chụp ơi này. Cái váy này đồ mới à, mốt mới à? Quần này ấy ra. Cái này ờ. Quần này mới ra. Cái đục à, đồ cũ không có. Còn cái này là có thêm cái này đúng không? Cái này là cái váy của dâu. À, cái váy này khi nào đi làm dâu người ta mới mặc à? Thời nào mà mình có tiền rồi mình mua mà không có là thế thì chờ hôm nào em tìm được chú rẻ nhá. Xong rồi em đến đây em ủng hộ chị. Rồi, cảm ơn em nhé. Chị có chú rẻ. Rồi em cảm ơn chị. Đấy, đây này bộ này đẹp này. À, em chào chị. Bộ này bao tiền đấy em? À, 2 triệu à? Là chị đang thử đây à? Bộ này cũng đẹp. À, mua đi, mua ủng hộ đi. Quýt này bây giờ đang vào vụ đấy. Quýt bán thế nào đây em? Một cân 12.000 á? À. Quýt Mường Khương ấy nhỉ? À. Ăn bây giờ ngọt rồi đấy đúng không em? À. Đây em à. Để chị ăn thử một quả nhá. Trẻ cẩn con. Cẩn thận đấy, có phải ăn ngọt mới mua. Ngọt trẻ con thì em mới ăn được. Này em mời anh à. Ăn được. Được. Ủng hộ em mấy cân? Cho anh 5 cân đi. Nhà em có nhiều quýt không? Có mấy hecta? À, không biết à? Bố mẹ chồng à? Thế là lấy chồng chưa? À. Vừa nãy là mình mua được mấy cái chân giò rồi các bạn ạ. Bây giờ mua khoai. Khoai này bán như nào đây chị? Khoai bán như nào bằng cân đấy? Khoai này này bao tiền? Ừ. 20.000 cân à? 20.000. À khoai. Cái này ninh xương ngon lắm à? Thế thôi mua hết luôn. Bao nhiêu tiền năm mà? Bao tiền một chục? Có nhớ chữ linh chủ. Hả? Linh chủ. Bao tiền một quả? Một quả. Không biết tiếng. Chị, bao tiền? Bao tiền là gì? À, 7.000 một quả. Đây trứng đây là rất là nổi tiếng, trứng vịt. Trứng vịt đây còn đắt hơn trứng gà ta dưới mình nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Sâu tre. Bao tiền một lạng? Ba. À, được một cơ số đồ mà tay xách lách mang. Lần nào anh đi chợ với em cũng hẹn đấy nhỉ. À, sau đây có đây là Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây. Chào tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video kế tiếp nhá, vào phiên chợ tiếp theo nhá. Bye bye tất cả các bạn nhá. Chào tất cả mọi người. Ê, cho hết đồ ở đây đi.